công đoạn đầu tiên là mình lên mài để mình còn rơ chì ha, rơ chì cho nó suốt đời không bị chết. Này là cũng là một cái này mình sẽ mài một cái móc chì cam, một cái móc chì cam cho các bạn ha. Mình cũng nên nhúng liên tục đi, khỏi cho nó bị cong về. Con dao này nó bằng thép cho nên nó dễ bị cong lắm, nóng quá nó bị cong. Nhớ là nghiêng như vậy ha. Rồi, ok. Mình sẽ cắt cái phần này đi. Ngắn hay dài là tùy các bạn ha. Phương pháp để lên chì này, nhìn này ha, khi mình mài chì lên thì nó sẽ sáng như vậy, nhưng mà nó rất là bén nha. Này dành cho anh em thợ máy mới vô nghề, còn những người làm lâu thì họ cũng có thể biết chế độ rồi ha. Này làm cái này cũng hơi nguy hiểm á, cho nên là mình phải hết sức cẩn thận trong lao động ha. Hết chì hay sao vậy?
Bino. Quay video. Mày hết chị mất tiêu. Thì khi lên thành phẩm á, nó là như vậy. Vấn đề dài ngắn là do mình ha. Cục chì này to thì mình cầm á, mình có lực kéo lại nè. Còn cái viên bi này á, là để gài, nó có chốt gài ha. Đây là có một cái bao á, y như là dao thái. Dao thái ở ngoài Hà Giang ha. Ngoài đấy. Đấy, gài vô vậy. Đưa lên vậy. Kéo ra vậy. Này là gọi là móc chì cam nè. Móc chì cam ha. Không có bị ghi xét tại vì mình có mà một lớp chì hết rồi ha. Đây có cục chì cầm á, mình kéo rất là thoải mái, ngắn hay dài là do mình ha. Thì nó đó. Cái này làm gửi về đâu thôi? Về ngoài Thanh Hóa. Gửi về Thanh Hóa hả? Về cho thằng Hào á, Hào ở ngoài Thanh Hóa tặng cho nó. Nó sẽ được đi máy bay. Ai có nhu cầu muốn làm tặng kỷ niệm thì cứ liên hệ nhé. Tặng với cứ liên hệ Xuân Tàu sẽ tặng cho. Có thời gian rảnh thì tặng mọi người một cái. Móc chì cam ha, móc chì cam cho máy canh sai ha. Ở ngoài Bắc gọi là máy trần đè. Trần đè đúng không? Đấy, móc chì cam đây. Có bảo kiếm đàng hoàng đây, đúc vô nè. Đấy. Ok, chắc chưa? Xong đây, chưa? Đây là giới thiệu các bạn, đây. Ví dụ như đây là cái đục à.